Bây giờ nè, cô chỉ cho một món. Thứ nhất là nhanh. Dạ. Nhưng mà ngon. Đúng rồi cô. Lẩu bò mắm ruốc. Hay lắm cô. Món lẩu thì cả gia đình có thể quây quần bên nhau. Đúng rồi. Hoành tráng lệ. Cô sẽ bỏ vào đây một ít dầu nè, hành tím nè. Dạ. Rồi tỏi nè, sả băm nè. Cô sẽ xào hết tất cả những cái nguyên liệu này lên. Cô sẽ cho ớt này để lấy màu. Sẽ dùng một muỗng canh mắm ruốc ha. Bây giờ mình sẽ đổ vô trong cái nồi nước dùng luôn nè Ngọc. Em đã từng thấy nhiều lẩu mắm rồi, nhưng mà đây là lần tiên em thấy lẩu mắm ruốc. Mình sẽ cho một muỗng đường vô ha. Dạ. Giờ là cô sẽ xào luôn nấm rơm nha. Dạ. Cô sẽ bỏ nó vô trong cái nồi nước luôn ha. Dạ. Rồi cô sẽ thả vô đây một ít bò viên trước nha. Dạ. Cho bò viên được nở ra. Hành tây cô sẽ thả vô một ít luôn. Cô bỏ thêm vài khoanh ớt vô luôn nè.